Xin chào mọi người. Thường thì khi nhắc đến phụ nữ ở châu Âu hay là Úc thì chị em mình rất là ngưỡng mộ, bởi vì họ có một làn da rất là khỏe và trắng, đúng không ạ? Và bản thân mình thì cũng không ngoại lệ. Mình đã quyết định lựa chọn sử dụng viên uống trắng da Rosy với công nghệ 100% từ Nhật Bản. Và hiện tại thì sản phẩm này đang khuấy đảo thị trường tiêu thụ cả ở châu Âu và Úc nữa cơ. Và với một cái làn da mà bị nám và sạm thì chắc hẳn là không chị em nào mong muốn, đúng không ạ? Và đây chính là cái xu hướng mà được rất nhiều chị em lựa chọn hiện nay. Và mình thì đã biết đến sản phẩm viên uống trắng da Rosy qua một người bạn tại Úc. Bạn ấy ngày xưa có một cái làn da cực kỳ là tệ và xấu, thậm chí là xấu hơn cả mình ngày xưa nữa cơ. Thế nhưng mà nhờ sử dụng viên uống trắng da Rosy thì hiện tại thì da của bạn ấy đã tốt hơn rất là nhiều và khác biệt cực kỳ rõ rệt so với trước đây. Sản phẩm này thì được sản xuất 100% bởi công nghệ của Nhật Bản, và viên uống trắng da Rosy có chứa những thành phần như là glutathione, nanocurcumin, collagen, vitamin E và chiết xuất sâm tố nữ, sẽ giúp chị em mình chống lại oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, làm giảm cái tình trạng nám và sạm, giúp mình có một làn da trở nên trắng hồng và rạng rỡ hơn. Và mình thì đã quyết định sử dụng một cách đều đặn viên uống trắng da Rosy mỗi một ngày 2 lần và mỗi lần 2 viên, đồng thời kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý và khoa học. Uống nhiều nước này, rồi ăn nhiều rau củ quả. Và hiện tại thì bản thân mình đã có một cái làn da trắng hồng rạng rỡ như mong muốn. Và đặc biệt nhá chị em ơi, là viên uống trắng da Rosy này không hề gây tác dụng phụ, cũng như là cái tình trạng trắng tức thời, nên là chị em mình hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng nhá. Và mình thì chỉ có một lời khuyên dành cho chị em thôi, đó là chị em ơi, đừng bao giờ để nám và sạm đánh mất đi cái sự tự tin của mình. Là phụ nữ ý, phải đẹp. Và hãy nhớ rằng tin tưởng viên uống trắng da Rosy giống như mình nhé.